Nói đầu tiên Dương Hữu chúc các nhỏ tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất trong đây từ Thiện Bảy trao phần quà của A Thiên giúp cho người thất nghiệp khó khăn. Dương Hữu thay mặt người nghèo cảm ơn, chúc cho em được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hữu là 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.